Xin chào các bạn. Video này mình sẽ quay các chiếc máy bay cất cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất. Địa điểm quay là một quán cà phê theo mình là tốt nhất để ngắm máy bay cất cánh ở sân bay này. Đó là quán Bay Coffee trên đường Phạm Văn Bạch. Lẽ ra quán này có thể rất hoàn hảo để quay máy bay cả cất và hạ cánh nếu như không bị vướng cái cây ở đằng xa kia. Cái cây này khiến cho đường băng hạ cánh chính của sân bay Tân Sơn Nhất bị khuất một đoạn, lại là một đoạn quan trọng khi máy bay chạm mặt đường băng. Các bạn chờ một lát sẽ thấy chiếc máy bay vừa hạ cánh xuất hiện sau lùm cây. Đây là một chiếc A321neo của Bamboo Airways. Hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất đã khai thác trở lại cả hai đường băng. Vì vậy khi một chiếc máy bay hạ cánh xuống đường băng 25 phải thì chiếc máy bay đang chờ trên đường băng 25 trái có thể chạy đà cất cánh luôn. Chiếc máy bay vừa hạ cánh chính là chiếc A321neo đầu tiên của Bamboo. View từ quán này có thể thấy toàn bộ đường băng cất cánh 25 trái mà không bị vướng một chút nào. Có thể thấy trên đường băng 25 trái là một chiếc 737 đang cất cánh. Đây là một chiếc máy bay của hãng Malindo. Hãng hàng không của Malaysia này trước đây cũng tới sân bay Nội Bài, nhưng từ hồi có dịch thì không thấy. Đây là một chiếc Boeing 737-800. Và đây là pha chạy đà cất cánh của chiếc Airbus A321neo của Vietnam Airlines. View từ quán này có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình máy bay cất cánh ở khoảng cách khá gần. Tuy nhiên về phần âm thanh thì lại không tốt bằng quay máy bay ở đầu phía đông sân bay Nội Bài. Vì quán này nằm ngay bên cạnh đường Phạm Văn Bạch, một con đường khá đông đúc ở Sài Gòn, nên âm thanh bị lẫn bởi khá nhiều tạp âm của xe cộ. Chiếc máy bay vừa bay lướt qua đài kiểm soát không lưu của sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là pha cất cánh của một chiếc A321 của Vietnam Airlines. Chiếc này được trang bị hai động cơ EIA V2500, một loại động cơ có âm thanh khá lớn và nghe khá giống động cơ của máy bay phản lực chiến đấu. Chiếc Airbus A320 của Bamboo Airways vừa hạ cánh. Và đầu đường băng bên kia, chiếc A321neo của Vietjet bắt đầu chạy đà để cất cánh. Cảnh tượng này trông giống như một cuộc rượt đuổi nhau của hai chiếc máy bay vậy.
Có thể thấy tiếng động cơ của chiếc A321neo nhỏ hơn khá nhiều tiếng động cơ của chiếc A321 thường. Do vậy nó không át được các tiếng ồn xung quanh quán cà phê này. Đây là pha cất cánh của chiếc A320neo của hãng Bamboo Airways. Còn đây là chiếc A321 CEO của hãng hàng không Tân Binh Viettravel Airlines. Chiếc máy bay đang tiến ra đường băng cất cánh 25 trái. Có thể thấy các loại máy móc xây dựng vẫn đang hoạt động tích cực ở bên trong sân bay Tân Sơn Nhất. Sân bay đang mở thêm một loạt các đường lăn nối giữa hai đường băng. Chiếc máy bay của Viettravel còn phải chờ một chiếc máy bay khác hạ cánh xuống đường băng 25 phải thì mới được lệnh cất cánh. Chiếc máy bay vừa hạ cánh là một chiếc Airbus A321 của hãng Vietjet Air. Chiếc máy bay của Viettravel Airlines được trang bị hai động cơ CFM56 giống các chiếc A321 của hãng Vietjet Air. Động cơ này nghe không to và đã bằng các động cơ IAE B2500 trên các chiếc A321 của Vietnam Airlines. Và đây là pha cất cánh của một chiếc A320neo của Bamboo Airways. Kế tiếp nó sẽ là pha cất cánh của chiếc Boeing 787 của cùng hãng.
Sau khi một chiếc A330 của Malaysia Airlines hạ cánh, thì chiếc Boeing 787 của Bamboo cũng bắt đầu chạy ra để cất cánh. Và cuối cùng sẽ là pha cất cánh của chiếc A320neo của hãng FlySquid. Đây là hãng hàng không giá rẻ của Singapore và là công ty con của Singapore Airlines. Hãng này trước đây cũng đến sân bay Nội Bài, nhưng rồi qua dịch thì cũng không thấy xuất hiện nữa. Các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.